top 5 doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp còn nhiều quỹ đất nhất niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu IDC, diện tích thương phẩm thì còn 868 ha, tiền với tương đương tiền là 2.372 tỷ đồng, nợ vay là 3.343 tỷ đồng. Như vậy, nợ vay ròng của họ có 971 tỷ đồng. Đồng thôi, tương đối thấp, vốn chủ sở hữu của họ là 6.560 tỷ đồng, vốn hóa thị trường của họ là 15.576 tỷ đồng, PB của họ là 2.37 lần. Thì doanh nghiệp này có cái biên lợi nhuận rất là tốt và có cái lịch sử trả cổ tức cũng khá là cao. Thì với cái kết quả kinh doanh từ 2022, 2023, 2024 sẽ khá tốt, thì cổ phiếu IDC này cũng tỏ ra rất là hấp dẫn để cho quý vị tham gia đầu tư. Tuy nhiên, đối với cổ phiếu này thì cần phải xác định rằng họ hạch toán việc cho thuê bất động sản công nghiệp theo cái hướng một lần cũng giống như KBC, và họ sẽ có các lợi nhuận khá là phập phù chứ không đều qua các năm. Tức là năm nào họ bàn giao nhiều thì họ sẽ hạch toán nhiều, năm nào bàn giao ít thì họ sẽ hạch toán ít. Thì quý vị nếu quan tâm đến cái việc hưởng cổ tức tương đối cao thì có thể đầu tư vào IDC, là một cổ phiếu rất tốt để nắm giữ lâu dài.